Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ các bạn lần đầu tiên ngồi ghế vàng đúng không? Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên ngồi ghế vàng. Và như vậy thì các bạn sẽ có một cái quyền lựa chọn, đó chính là lựa chọn cặp đôi kế tiếp sẽ bước ra. Còn lựa chọn nữa sao? Mà em không biết. Cặp đôi quá, nó méo xẹo luôn kìa. Khóc quá còn biết sao lâu này nè. Lưu Hoàng méo xẹo không biết. Lạc giọng không? Lạc giọng chắc luôn. Bây giờ sắp tới em hát bài vui mà em buồn quá anh Huy. Kéo mút về giùm em với anh Huy ơi. Hãy chiều qua mua vui liền. Chiều ơi, hãy chiều qua mua vui cho bạn để bạn hát. Hoàng ơi. Đó là phần của em, trai của em. Buka. Nhưng mà anh Buka anh đứng cưng. Buka. Em là Buka có thể nói một câu gì cho Lu vui liền được không? Bây giờ Buka là hát một đoạn nào đó để giật chương trình lên. Buka có bày tỏ là Buka muốn được hát một bài trong tiết mục này. Không, em đang có ban nhạc chuyên nghiệp lắm Buka. Có ban nhạc luôn Buka. Bây giờ Buka phải song ca luôn với Diệu Nhi thì mới giật chương trình lên được. Em Buka phải song ca với Diệu Nhi để giật chương trình lên. Diệu Nhi, bài tủ của em đi. Buka. Chị đi tìm em. Dạ phần này thì em cho ban nhạc được nghỉ tại vì ban nhạc không nghe nổi đâu. Bây dạ. giờ bây giờ Buka Diệu Nhi mà hát chung một bài thì khó lắm. Buka Diệu Nhi hát một sub đi. Đúng không? Đúng không? Bài Diệu Nhi. Em hát bài tủ của em thôi. Chị đi tìm rồi, em. Cái rồi. Cảm xúc em còn đang rất là buồn luôn. Lấy đó. Cho ông lấy cho hai bạn Tông Quảng Trường nha mọi người. Ban nhạc bỏ cuộc hết rồi anh ơi. Không, ban nhạc đi hết rồi. Anh đã từng tha cho ban nhạc bài này đi, không? Ban nhạc theo không nổi đâu. Em vô giọng đầu đi là ban nhạc theo được liền à. Cái này mình không có lên sóng đâu hả? Mình chỉ làm ảnh vui hơn thôi. Đúng rồi, để làm cho mọi người thấy cảm thấy thoải mái thôi. Giải lao, giải lao. 2 3 vô. Ai thua hát trước? Ban nhạc ơi, tụi em có thuốc trợ tim cho chồng. Dạ chương trình làm ơn kêu em 10 chiếc xe cấp cứu đúng rồi. Thật sự em không hát dở như ngày xưa nữa đâu. Em nói thiệt, em anh nghiêm túc. Anh tin em. Tại vì từ đó tới giờ em giỡn. Nhưng mà một khi mà đã đứng trước mặt là toàn là anh chị ca sĩ không là em phải làm đàng hoàng. Em quên rồi hả? Tụi mình có bài song ca chiếu Tết được 4 triệu lượt xem đúng, rồi. Đúng rồi. Hát đi em. Chị đi tìm em. Chiều nào ra bờ sông vắng thấy con chuồn chuồn bay về, chuồn chuồn đưa tin bảo chỉ có tiếng trống thôi. Hay quá. Xa xa con chuồn chuồn bay về, ban nhạc không bắt tông được luôn. Ôi mệt quá. Đó có chọc à, cái này đâu có lên sóng, chỉ làm cho ảnh vui hơn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Buka! Buka! Buka lên đi! Bây giờ Buka! Em sẽ hát bài bài của chị tài của em là bài Đành Nói Lời Chia Tay. Hay quá! Dạ, tại em là thế hệ cuối 8X, đầu 9X là em rất là mê anh Nguồn Phúc và HAT. Hy vọng anh Phúc không xem khúc này. Em hy vọng chị mấy chị trong HAT cũng không nên xem cái đoạn này. 2, 3. Vô. Đừng thế xin nhau một lời cuối. 2, 3. Rồi vô nè vô đoạn nè, vô câu nè. Bài này buồn nha, đánh buồn nha. Em không nhảy được đâu. Đành thế cho nhau một lời cuối, vì lối đi này chỉ hai nẻo đường. Sáng nay quanh ta rớt nghiệp luôn. Nó rớt nghiệp. Nhanh trên con phố. Ba nhạc đánh theo kiểu bolero luôn. Em buồn. Vô. Đành thế cho nhau một lời cuối. Vì lối đi này về. Sao? Nhục lắm, đủ nhục rồi Bu, cái gì đủ nhục rồi. Anh vui chưa? Đủ anh đã vui rồi. Chưa? Đừng để mọi người làm nhục mình thêm nữa.